Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2023, thứ Bảy, tuần thứ 9 thường niên. Trích sách Tobia. Trong những ngày ấy, Tobia kêu con trai lại và hỏi rằng: "Chúng ta phải tặng cái gì cho người thánh thiện đi với con?" Rồi cả hai cha con gọi thiên thần đến và đưa người ra chỗ riêng và xin người vui lòng nhận một nửa những gì đã mang về. Bấy giờ người bảo nhỏ hai cha con rằng: "Các ngươi hãy chúc tụng Chúa Trời và tuyên xưng người trước mặt mọi sinh vật, vì người tỏ lòng từ bi đối với các ngươi. Bởi chừng dự kiến bí mật của nhà vua là một việc tốt, nhưng công bố và tuyên xưng các kỳ công của Thiên Chúa là một vinh dự. Cầu nguyện, ăn chay, bố thí thì tốt hơn là cất giấu kho vàng, vì việc bố thí cứu khỏi chết, tẩy sạch tội lỗi, mang lại lòng từ bi và sự sống đời đời. Còn những ai phạm tội và làm điều gian ác thì là thù địch của linh hồn mình. Vậy tôi tiết lộ cho các người biết sự thật và không dự kiến câu chuyện bí mật với các người nữa. Khi ông thằng khóc cầu nguyện, chôn xác kẻ chết, bỏ cơm trưa và ban ngày giấu xác chết trong nhà, rồi ban đêm mang đi chôn, chính tôi để dâng lời nguyện của ông lên cùng Chúa. Và vì ông đã được đẹp lòng Chúa nên cần phải có thử thách để thanh luyện ông. Nay Chúa sai tôi đến để chữa ông và cứu Sarah con dâu của ông khỏi ma quỷ. Vì tôi là thiên thần Raphael, một trong bảy thiên thần chầu trực trước mặt Chúa. Vậy đã đến lúc tôi phải trở về cùng đấng đã sai tôi. Còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa và cao rao mọi việc kỳ diệu của người." Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa cao cả muôn đời. Chúa trừng phạt rồi Chúa lại tha thứ. Chúa đày xuống âm phù rồi lại đem ra, và không một ai thoát khỏi tay Chúa. Lạy Chúa cao cả muôn đời. Hãy ngắm nhìn những việc Chúa làm cho chúng ta, hãy tuyên xưng người với lòng cung kính và run sợ, hãy truy tôn vua muôn đời trong những việc làm của các ngươi. Lạy Chúa kêu ca muôn đời, tôi tuyên xưng người nơi tôi bị lưu đày, vì người tỏ ra uy quyền trước dân phạm tôi. Lạy Chúa kêu ca muôn đời, hỡi tội nhân, hãy sám hối ăn năn, hãy thực hiện sự công chính trước mặt Thiên Chúa, hãy tin rằng người tỏ lòng từ bi với các ngươi. Lạy Chúa cao cả muôn đời. Alleluia, alleluia. Chúa phán, Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà góa. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn." Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà góa nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Với tất cả tấm lòng thành,
Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Mác-cô chương 12 câu 43. Suy niệm: mô hình sản xuất hiện đại càng ngày càng cần ít nguyên liệu vật chất, càng tốn ít nhân công, nhưng là đòi hỏi hàm lượng trí tuệ cao, nghĩa là phải vận dụng công nghệ cao cấp với những yêu cầu mỹ thuật tinh xảo. Có như thế mới đáp ứng được nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Tương tự, một hành vi đạo đức chất lượng cao trước mắt Thiên Chúa cũng đòi hỏi một hàm lượng tâm hồn cao cấp như vậy. Lời nhận định của Chúa Giêsu khi quan sát những người dâng cúng tiền cho đền thờ cho ta thấy cách đánh giá đó của Chúa. Bà quá nghèo chỉ dâng 2 đồng tiền kẽm, nhưng thật ngạc nhiên, Chúa công bố bà đã dâng cúng nhiều nhất, bởi vì bà đã dâng tất cả những gì bà có và dâng với tất cả tấm lòng thành. Mời bạn đọc lại đoạn tin mừng này, hình dung cử chỉ bà quá bỏ tiền vào thùng, để rồi thinh lặng nhìn lại thái độ sống của mình, để thấy rõ hơn đâu là những việc mình đã làm nặng về hình thức bề ngoài mà thiếu vắng tấm lòng yêu mến chân thành. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành thô thiển nghèo nàn khi thiếu một tấm lòng thành. Trái lại, nếu bạn thấm đầy cuộc sống mình bằng tình yêu mến, bạn sẽ làm cho cuộc sống của bạn và của người khác trở nên đậm đà ý vị và thực sự có giá trị trước mặt Chúa. Sống lời Chúa, dành ít phút thinh lặng trong ngày để nghiền ngẫm lại ý tưởng và tâm tình mà lời Chúa vừa khơi gợi lên trong lòng bạn. Cầu nguyện: xin Chúa ban cho con tâm hồn chân thật, để con luôn biết sống thật với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Hãy làm chủ chính mình. Một tác giả nọ có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một nhà trí thức, một thương gia và một quan đầu tỉnh bị quân cướp tấn công nhân một cuộc hành trình giữa sa mạc. Sau khi đã đánh đập, bọn cướp bỏ 3 người dễ sống dễ chết bên lề đường. Tuy nhiên, 3 người cũng cố gắng lê bước để tìm đến túp lều của một vị ẩn sĩ. Sau khi đã băng bó các vết thương cho 3 người, vị ẩn sĩ mới nói với họ: túp lều của tôi quá nhỏ, mùa đông lại sắp đến, xin mỗi vị cố gắng làm riêng cho mình một căn lều để trú ẩn. Nghe thế, cả 3 người bộ hành đều chống chế, vì họ chỉ muốn tiếp tục cuộc hành trình mà thôi. Vị ẩn sĩ mới cho họ biết rằng tuyết đã bắt đầu rơi và không còn một lối thoát nào có thể giúp họ ra khỏi vùng sa mạc. Nhưng làm thế nào để tự mình có thể dựng một túp lều? Nhà trí thức thì than phiền rằng mình không có sách vở trong tay. Thương gia thì quả quyết rằng cả đời mình chỉ biết đếm tiền và giao dịch. Còn viên đầu tỉnh thì cho rằng ông không thể làm việc gì mà không có thuộc hạ. Nhưng nước đến trồn rồi thì cũng đành phải nhảy, không còn lý do gì để khước từ. Cả 3 người đành phải bắt tay và dựng riêng cho mình căn lều. Khi họ vừa hoàn thành túp lều thì mùa đông cũng vừa đến. Trong suốt mùa đông dài, họ không còn biết làm gì hơn là ngồi bên bếp lửa để ôn lại chuyện quá khứ. Vị ẩn sĩ thỉnh thoảng cũng xen vào câu chuyện để góp ý và an ủi 3 người bất hạnh. Đông tàn, xuân đến, 3 người bộ hành muốn lên đường trở về tức khắc. Nhưng lòng tốt và tình bạn của nhà ẩn sĩ không nỡ để họ ra đi. Thành ra họ đành ở nán lại một thời gian để giúp ông cày xới và gieo trồng, cũng như chăm sóc gia súc. Và rồi khi ánh nắng xuân chiếu tỏa giữa sa mạc, họ cũng ở lại thêm một thời gian để ngắm cảnh thiên nhiên. Một ngày nọ, vị ẩn sĩ mới thắc mắc như sau: tôi không còn nghe các ông nói đến sách vở, công việc làm ăn và những người thuộc hạ nữa. Có chuyện gì xảy ra cho các ông không? Cả 3 người đều giữ thinh lặng. Vị ẩn sĩ mới nói tiếp: tôi xin phép được trả lời cho các ông nhé. Trước kia các ông có một ông chủ. Ông chủ của các ông có tên là sách vở, là tiền bạc, là các thuộc hạ. Giờ đây các ông cũng giống như chó lạc mất chủ. Các ông cảm thấy tự do,
Nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn là các ông nên trở về với sách vở, với tiền bạc, với các thuộc hạ của các ông. Trở về nhưng không với tư cách là nô lệ nữa. Các ông hãy là chủ chính mình. Và nếu các ông muốn có một người chủ luôn để cho các ông tự do hoàn toàn, xin hãy nhớ đến tôi và chủ của tôi. Lục soát cho kỹ trong lương tâm, có lẽ ai trong chúng ta cũng phải thú nhận rằng mình là nô lệ của rất nhiều ông chủ. Có ông chủ mang tên là một ý thức hệ kiên cố đang trói buộc đôi cánh tư tưởng của chúng ta. Chúng ta bị giam hãm trong vòng nô lệ đến độ không dám đưa chân bước ra khỏi vòng tròn mà ý thức hệ đó đã vẽ sẵn. Có ông chủ mang tên là những định kiến đối với cuộc đời, đối với xã hội, đối với con người mà chúng ta không bao giờ muốn từ bỏ, mà chúng ta luôn chụp xuống trên người khác. Có lẽ cũng là hàng rào kẽm gai mà chúng ta khoanh tròn xung quanh chúng ta để mãi mãi chỉ mang lấy một cái nhìn hẹp hòi, ích kỷ. Có ông chủ là những thói quen xấu mà chúng ta tích lũy như một pháo đài kiên cố để không muốn rời một bước. Có ông chủ là thứ tôn giáo phụ hình thức, trong đó chúng ta cố gắng tô vẽ cho mình một bộ mặt đạo đức nhưng kỳ thực đã hoàn toàn xa lạ với tin mừng của chân lý và tự do đích thực. Mỗi người chúng ta cần phải rời bỏ những ông chủ quen thuộc để đi vào trong túp lều nhỏ bé. Nhưng chính do chúng ta cố gắng tự tạo ra nơi sa mạc của cõi lòng, chúng ta sẽ gặp được chính Chúa là ông chủ đích thực của chúng ta. Có trút bỏ mọi ràng buộc trong cuộc sống, chúng ta mới cảm thấy được Ngài chiếm ngự. Và lúc đó chúng ta mới cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu đã hứa, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Bài trích sách Lẽ Sống.